hết cuốc xe, hết cuốc xe, hết ngày xe. Ôi, cuốc này nè, chạy xe rồi chỉ là đam mê thôi. Video này khui đủ loại sầu riêng hết. Nãy là một cái ai giờ cá là đi sao? Dữ chưa? Chóng mặt, chóng mặt chưa? Nhưng mà cơm ngon. Cái này dễ trồng. Cái gì vậy? Trời ơi. Đó để mà hầm giò heo được nha. Dạ đúng rồi. Ơ, sầu riêng, sầu riêng sống khán giả nói là comment là đi hầm giò heo ngon lắm nha. Bữa nào lấy mua một trái về hầm giò heo thử. Dạ giác. Đủ. Nó giống như cô Tây vậy thôi. Kìa, mẹ ơi, chính sầu riêng sữa hạt lép. Dạ 200 ngàn em. Qua đây của chị không? 90.000 ký sầu riêng. Rồi rồi. Oh, video đủ sầu riêng luôn. Đủ luôn đó. Vô sáo vô em. Quay cho nó rõ chứ. Sữa hạt lép. Đủ 4 loại sầu riêng luôn rồi đó. Ừ. 90.000 một ký. Lấy điện thoại ra quay và chịu nghe chịu chửi. Chịu cắt không giống cái hộp quá nha chị. Nghe bị chửi. Không được rồi. Bỏ em muốn nó làm em. Nghe bị chửi là được rồi. Lấy gì gồm vô ta? Đi đi. Gì đấy, cô Tiên chưa chốt được ở đơn anh trai đấy hả? Có cái gì nào ngoài hôn không? Lấy cái gì hôn ơi. Sầu riêng thì một nhà. Cái này cho chị nha. Đã dày quá nhưng mà nó mềm.
em á. Bao nhiêu mà nhà nhỏ mới đầu tiên hả? Dữ vậy hả? Nãy trước khi nãy lúc nãy là nó vô được một trận mà. Ồ, cái này ngon quá trời. Sáu hũ. Sáu hũ quá ngon này. Ngon. Từ 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 150.000 một ký. Số điện thoại là 0939 925 979. Ô, ai nướng cá nha. Đâu
Hôm con là mất khách luôn đó nha. Trước trước là hai lần mất khách rồi đó nha. Đó hả? Ừ, một lần thì sửa, một lần cả ngọt ngào chân là. Ừ. 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 Hồi trước cũng có ghé luôn đây nè. Em nào nó vui mà nó kiểm tra là không bị sửa. Nhưng mà lạch nhách nè. Em nào vậy? Em nào không. Em nào cho chú quen mà sao kỳ lạ vậy? Không thấy mà cố con thôi bỏ đi. Bị sượng hả chú? Không có sượng mà nó lạnh nhanh. Trời ơi. Bà chủ. Có khỏi đủ. Tin tưởng á. Tin tưởng nha chú. Sao mà buồn mà im nghe không ra nói con gì trời. Nói gì nghe được. Nói gì nào. Thử tiền. Nghe không tiền. Không sao đâu. Buồn là phải ghế nói con gì chứ. Dạ. Kêu chú đi xe đó được. Cái xe đó là hưng chiếc xe máy ra. Leo lên đi được là cho. Nếu mà em leo lên được mà chạy đường là cho em luôn. Chạy được là cho. Đạt. Đang em để khui đây Đạt. Chú có nhập không? Chú con ở đó cái gì không có làm được ha. Cái sửa luôn, cái sửa luôn. Ghiền khui không được khui hả? Thì cấp vô ghiền rồi. Thôi đi hút trong khăn em ơi. Nay sao mà nói chuyện với cưng quá vậy? Mềm quá rồi đi ơi. Kiếm được ra. Đủ không? Đủ không? Đủ ký không? Đủ. Nãy kêu nhìn vô. Đủ khổ kìa. Thầy gáo ở kia xíu anh chị nhưng mà để nó nói là nó giờ nó không ra lần cần ra lần nữa. Gáo ở kia
đủ đó. Không biết ăn chưa hả? Có đi ăn luôn. Rồi, một tí đi. Nhưng mà không đủ tí. Kiếm đi đi chứ mẹ không đủ đâu đâu. Cá chà bá mà không đủ cơm một ký nha. Rồi giỏ luôn mà Vũ. Giỏ không là giỏ. Một tấn giỏ được 200 kg ruột nha. Ruột. Hả? Trái luôn. Trái á. Vừa giỏ mà vừa trái nè. Hôm nay đi bữa nay đi lễ hội gì hả? Đi đâu hả? Hộp à? Thì có tiền đi. Như trái đầu tiên hay là gáo như cái miếng sau cho chị. Nè, tôi bớt cho anh đi. Giống giống với sao á chị? Đó, muốn gáo thì cái miếng sau đó. Để cái này nè. Lấy gì cái thái ăn đi. Cái lô ri sáu này nhìn thấy giỏ quá, quá thầy giỏ luôn. Giỏ mà còn cần là bị trái hay chứ. Đấy, đủ tôi mà có rung tay và đáng lòng rồi. Trời ơi, được nhiều quá hả? Trái sầu riêng được 6 bạn. Ồ, cái lô này thấy giỏ nhiều ha. Giờ lấy nhiêu đây ghi là mình ăn đây khỏi lúc. Kìa, anh đang sầu riêng riết kìa. Kìa giảm ký. Con. Ôi, tối sao mặt nó mụn rồi. Miệng của đạt cái nhầy đó. Không mà ông lanh nữa là nói ông nó miệng ông liếu lò nữa thôi chứ là không biết mở miệng cho chồng quá ý mà biết mở miệng cỡ đó con miệng nó liếu lò là gái theo cả bài á chứ miệng mở miệng dũng thôi chứ luôn đó đúng không đạt. Đừng quậy sắp phá thằng chính rồi. Thấy rồi, thấy rồi chính rồi. Lại để cho cơm. Bình tĩnh đi. Chị đang suy nghĩ. Rồi. Cái chưa thức. Thấy gì có ai đâu. Chị đang suy nghĩ. Hot nè, hot nè. Thái luôn. Dẻo dẻo mềm mềm nhàng nha. Dẻo dẻo mềm mềm hả? Dẻo mềm hả gì?
đặt hơi nữa lại ba. Đây.